Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, những năm qua, trên địa bàn huyện Kiến Sương đã xuất hiện nhiều mô hình tự quản về trật tự an toàn giao thông. Điển hình như tổ tự quản an toàn giao thông của Hội Cựu chiến binh xã Vũ Quý. Từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay, tổ tự quản an toàn giao thông xã Vũ Quý đã góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông ở địa phương, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Xã Vũ Quý, huyện Kiến Sương có tuyến đường tỉnh 458 chạy qua, thương mại, dịch vụ phát triển nên lượng người và phương tiện qua lại khu vực này rất đông, luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đầu những năm 2000, đây được xem là một trong những điểm đen về giao thông của huyện, gây thiệt hại cả về người và tài sản. Trước tình hình trên, năm 2003, Tổ tự quản an toàn giao thông xã Vũ Quý được thành lập, nòng cốt là hội viên cựu chiến binh. Nhiệm vụ của các thành viên tổ tự quản là tham gia phân luồng giao thông, hướng dẫn bà con nhân dân qua đường thuận tiện nhất. Tôi là người dân sống tại khu vực ngã tư Vũ Quý. Trước đây là chưa có tổ tự quản của xã Vũ Quý, là cái mức độ va chạm của tại khu vực địa bàn của xã và khu vực ngã tư Vũ Quý này là rất là nhiều. Nhưng từ ngày các bác đã thành lập được cái tổ tự quản và duy trì đến bây giờ là các bác làm từ ngày nắng lẫn ngày mưa, mọi cung đường rồi là bớt đi rất là nhiều cái vụ tai nạn. Sau gần 20 năm đi vào hoạt động, từ 7 thành viên ban đầu, đến nay tổ tự quản an toàn giao thông xã Vũ Quý đã có 16 thành viên. Trong đó có 10 thành viên được trực tiếp tham gia điều tiết giao thông tại 5 vị trí thường xuyên xảy ra va chạm giao thông đoạn qua địa bàn xã. Các thành viên tổ tự quản an toàn giao thông đều hoạt động dựa trên tinh thần tự nguyện, là những người nhiệt tình có trách nhiệm với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã tạo được nhiều chuyển biến trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần tích cực vào việc giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn. Tổ tự quản an toàn giao thông xã Vũ Quý thì thành lập từ năm 2003 đến nay là 20 năm rồi. Thì trong suốt quá trình thời gian thực hiện quân số lúc nào chúng tôi cũng duy trì thì hơn 10 đồng chí. Hiện nay thì có khoảng 16 đồng chí là thực hiện hoạt động thường xuyên vào những các cái buổi sáng và những cái giờ cao điểm và hoạt động trong những cái thời gian những ngày thì tư Tết. Thế thì anh em vẫn duy trì có nhiệm vụ hướng dẫn giao thông khi qua đường cũng như qua đường và khi có tai nạn giao thông thì anh em có mặt để giúp đỡ những người bị tai nạn và hàng ngày thì thực hiện cái việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cái nghị định 04 và về vấn đề bảo đảm cái hành lang an toàn giao thông trên địa bàn. Để giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra trên địa bàn, các thành viên tổ tự quản an toàn giao thông còn thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở những gia đình kinh doanh, buôn bán hai bên đường, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa để các tầng lớp nhân dân nắm được, tự giác chấp hành. Trong quá trình tổ chức thực hiện các cái nhiệm vụ được giao thì tổ tự quản trật tự an toàn giao thông luôn nêu cao cái tinh thần trách nhiệm và phát huy tối đa cái nhiệm vụ thực hiện trong cái công tác hỗ trợ đối với lại chính quyền địa phương thực hiện các cái nhiệm vụ giải pháp để đảm bảo cái công tác trật tự an toàn giao thông ở trên địa bàn. Và đây là một trong những đóng góp tích cực để giúp cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương hoàn thành các cái nhiệm vụ trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội và trong đó là chú trọng đến công tác trật tự an toàn giao thông. Với những đóng góp tích cực, tổ tự quản an toàn giao thông xã Vũ Quý đã vinh dự được các cấp các ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Từ chỗ là điểm đen về tai nạn giao thông, đến nay Vũ Quý đã trở thành điểm sáng bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên cả nước.